Mụn ẩn, mụn viêm, mụn đầu đen, mụn đầu trắng. Tại sao da của chúng ta lại bị mụn nhỉ? Bác sĩ sẽ chia sẻ những nguyên nhân gây mụn trứng cá và cách trị mụn hiệu quả để mụn trứng cá không còn là nỗi lo của các bạn nữa. Hãy xem hết video này nhé. Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của mình dành cho những bạn lần đầu tiên đến kênh. Xin giới thiệu, mình là bác sĩ Mã Phượng, bác sĩ da liễu. Mình lập ra kênh này với mong muốn là chia sẻ nhiều kiến thức giúp cho các bạn có làn da khỏe đẹp hơn. Hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức về da từ bác sĩ nhé. Có nhiều bạn bị mụn trứng cá inbox cho mình hỏi là: chị ơi, da em bị mụn thế này thì dùng gì? Chị ơi, da em cứ bị lên mụn suốt thôi. Mụn trứng cá vừa làm mất thẩm mỹ này, nó còn làm cho các bạn tự ti, hoặc những bạn bị mụn viêm ấy còn bị sưng đau và khó chịu nữa. Có bạn nào đang bị mụn không? Hãy comment tình trạng mụn của bạn ở dưới đây nhé. Trị mụn trứng cá không hề khó nếu như các bạn hiểu được nguyên nhân gây mụn và sử dụng những cái sản phẩm kem bôi mụn phù hợp với tình trạng mụn của mình. Video ngày hôm nay sẽ có hai phần. Phần 1 là những nguyên nhân gây mụn trứng cá. Phần 2 là cách trị mụn trứng cá hiệu quả chuẩn y khoa. Các bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Nổi mụn là do nóng trong rồi. Nổi mụn là do nóng gan đấy. Các bạn có nghe thấy quen thuộc không? Dưới góc nhìn của y khoa thì không có nguyên nhân nào như vậy cả các bạn ạ. Bác sĩ sẽ chỉ cho các bạn 4 nguyên nhân gây mụn trứng cá nhé. Nguyên nhân thứ nhất là tăng sừng hóa của năng lông. Các bạn có thể nhìn hình bên này. Trong một năng lông ấy, sẽ có cái tuyến bã ở dưới và bã nhờn sẽ đi ra bề mặt da như qua một đường ống vậy. Khi nhiều tế bào sừng tăng sinh và gây bít tắc cái cổ năng lông như bít cái miệng đường ống thì bã nhờn không thể nào mà ra ngoài được và sẽ hình thành cái nhân mụn ở phía dưới da. Nguyên nhân thứ hai đó chính là tăng tiết bã nhờn. Các bạn mà da dầu này hoặc hỗn hợp thiên dầu thì cái tuyến bã nhờn hoạt động mạnh và tiết ra nhiều bã nhờn, cộng với nguyên nhân là bít tắc cái cổ năng lông làm cho bã nhờn này tích tụ phía dưới da và hình thành nhân mụn. Nguyên nhân thứ ba là do vi khuẩn Pernet. Đây là một loại vi khuẩn yếm khí, nó rất là thích cái môi trường thiếu oxy ngột ngạt và nó ăn chất béo trong bã nhờn. Thường Pernet có sẵn ở trên da của chúng ta nhưng nó không gây mụn, và chỉ khi có hai yếu tố là môi trường thiếu oxy do bít tắc lỗ chân lông cùng với là có nhiều chất béo do tăng tiết bã nhờn thì vi khuẩn này nó sẽ hoạt động mạnh mẽ và sinh sôi nhiều hơn. Nguyên nhân thứ tư là quá trình viêm. Khi năng lông có đủ các yếu tố làm vi khuẩn Pernet phát triển thì chúng sẽ nhân lên và hoạt động mạnh mẽ. Chúng sẽ ăn những cái axit béo trong bã nhờn và giải phóng ra các axit béo tự do, các cái chất tiền viêm, và từ đây là quá trình viêm sẽ bắt đầu. Khi quá trình viêm này diễn ra nhiều thì trên da của bạn sẽ xuất hiện rất là nhiều nốt mụn viêm. Khi các bạn đã hiểu được những cái nguyên nhân gây mụn trứng cá rồi thì việc trị mụn nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần giải quyết những cái nguyên nhân gây mụn trứng cá thôi thì các bạn có thể là kiểm soát mụn trứng cá một cách rất là dễ dàng. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào phần 2. Phần mà các bạn mong chờ nhất đó chính là cách trị mụn hiệu quả chuẩn y khoa mà các bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Sử dụng các hoạt chất làm bình thường hóa quá trình sừng hóa cổ năng lông và ức chế hoạt động của tuyến bã, đó chính là retinoid, azelaic acid. Những sản phẩm như là retinol, retinoin của Obagi hoặc là Differin, Cleansit MS. Với retinoid thì các bạn cần sử dụng 8 đến 12 tuần trở đi thì mới thấy hiệu quả, chứ chúng ta sẽ không quá vội vàng trong khi trị mụn nhé. Tiếp theo là để giải quyết vi khuẩn Pernet và quá trình viêm thì các bạn cần sử dụng những sản phẩm chứa các hoạt chất như là benzoin peroxide hoặc là kháng sinh bôi. Trị mụn viêm hiệu quả thì các bạn nên sử dụng các sản phẩm mà phối hợp các hoạt chất với nhau, ví dụ như là Epiduo, Azaduo là phối hợp của anapalin và benzoin peroxide, hoặc là Cleansit C nó phối hợp anapalin và kháng sinh clindamycin. Với những cái trường hợp bạn bị mụn nặng này, mụn nhiều thì các bạn cần được sự tư vấn từ các bác sĩ da liễu hoặc đến khám ở các phòng khám bệnh viện để chúng ta có thể hạn chế được cái nguy cơ mụn nặng hơn hoặc sẹo và thâm do mụn để lại. Ngoài sử dụng những cái sản phẩm giải quyết những nguyên nhân gây mụn trứng cá thì các bạn cần phải kết hợp với chu trình chăm sóc da mụn phù hợp để chúng ta có thể kiểm soát mụn trứng cá được tốt nhất. Bởi vì mụn trứng cá nó được xếp vào cái loại bệnh mãn tính. Dù lần này các bạn chữa khỏi hết nhưng bạn không chăm sóc là không có cái liệu trình kiểm soát mụn trứng cá để duy trì thì các bạn có thể bị tái phát lại mụn. Hy vọng rằng video này sẽ giúp bạn hiểu hơn về mụn trứng cá
Để chúng ta có thể kiểm soát mụn dễ dàng hơn, hãy chia sẻ video này đến với những người quen của bạn và giúp họ trị mụn hiệu quả hơn. Đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những kiến thức về da giúp bạn đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.